បាទដែលនេះគឺជាការប្រកួតហ្គេមទី2រវាងក្រុម Skill God ហើយនិង General Lion បាទមុនហ្នឹងខាងក្រុម Skill God គាត់ឈ្នះ 1-0 ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្គេមនេះផងដែរគឺយើងសូមអធិស្ឋានអ្នកលេងបន្តិចបាទខាងក្រុម Skill God Gwen លេងដោយរត់ Omega ថង98លេង Julie និង Not Amazing គាត់លេង Aden ហើយចំណែកខាងក្រុម General Lion វិញRingo លេងដោយ Erito King បាទ Erito King សង្ឃឹមតែត្រីអីហ្នឹងបាញ់ក្រុមគ្រាប់ឈឺណាផាំងផាំងសាឈឹមតិចឥឡូវ General Lion គាត់ដើរមកហើយ3នាក់ stun ខុសទាំងអស់បាទតែឥឡូវនេះដាក់ skill ទី1របស់ Pin ត្រូវហើយអូមិញបើសិនជា stun របស់ Celeste ត្រូវល្អបាទបាទអញ្ចឹង Master Celeste លេងដោយ Master King ហើយចំណែក Killer King គាត់លេង Pin អាយ៉ា Gwen ចូលមកអមយ៉ាស់មិនចេះ Ringo ក៏ប្រយ័ត្នសោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវ first blood បានទៅលើ Gwen ខាងក្រុម Skill God មហានេះគឺជា game ទី2ហើយបើសិនជាខាងក្រុម General Alliance គាត់ចាញ់ Skill God ក្នុង game នេះទៀតគឺគាត់នឹងត្រូវបាយបាយហើយចាំតែក្រុម Skill God នឹងបន្តទៅជុំទី2ជាបន្តទៀតជួន1បាទតាន់ចំអូស្លាប់ Gwen បានអូសងសក់វិញ1ទង1ហើយឥឡូវបាទខាងក្រុមនេះគឺគេថាគាត់លេងយ៉ាងថាគាត់លេងជុំជុំគ្នាបានល្អបាទឥឡូវនេះគេអូសិលេបិទតាមតិចទៀតបាទទៅពេលប្រមចេញទៅក្រៅទេឥឡូវចេញហើយហើយគេឃើញជន់មួយដាក់បាត់ស្តាន់ទៀតបាទតាស្តាន់ទេគាត់ចំកន្លែងដៃមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់អូឈឺមែនតើព្រោះបើជា pin hero តាន់ក៏នៅតែឈឺដែរចូលមកហើយហើយអត់តាន់អត់ទេបាទគាត់តែកំឡាចទេបាទ skill យ៉ាមកគ្រាប់ទៀតប៊ីលើ2 kill ទៅនឹង1 kill ហើយឃើញថាខាងក្រុម General Lion គឺដូចជាមានបញ្ហាខាងអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងមែនតើបើមិនជាអត់មានបញ្ហា connection ទេប្រហែលជាគាត់អាចលេងល្អជាងនេះបានច្រើនដល់ Ringo បាទទៅណានៃបាននៅឈរនៅក្នុងផ្ទះឡើយចូលមកហើយ stun អត់អីទេតែឥឡូវ Gwen មិនគ្រាប់ទៅលើសាឡេລະព្យាយាមវាយគ្នាទៅវិញទៅមកអូជន់ចូលត្រូវស្គីមទៀតឈឺណាស់ដល់ឡេរីងโกមកវិញហើយអូមកគ្រាប់200ដាមេចបាទយើទៅhero ដោយ Gwen នេះបាទគឺត្រូវតែថាគេមាន cooldown របស់passive គេហ្នឹងបាទ
đá bánh đá bánh bà người giờ tới bề gặp lên quạt miền hụp ở bò cò hòm hòm nó bề quạt bánh tới cứ chư nè bà bánh tới lưu lưu pè pè đó bà cứ chư thằng này trong một thân thì kia nè quạt xe lên đá bánh cứ lò nè các bạn bà ta lại đi này lười lén nữa so nó khang không skill gót nó so tầm này ai tế ô dạ sờ lẹ đặt skill trâu là hôn ở góc manh lên môi hơi xong xây lấn chấm hay tẩy lẽ chấm tiết ô ao ti tiết ô sẽ lập quen mà hai bà cái lẽ quen bánh bánh cứ phơi mày tên bây giờ tới ao ti tới ô ao ti chấm là bao chu lý stun lõ hay cầu ao ti lõ ta lại đi lập ở hai nữa sao tập pi nữa sao tập mẹ tế chu lý mà hay khang không trên đó là anh có sao chim tách đấy bà mà cơ bật chư mẹ tên mà cơ bật tiết sắp Julie a slap a slap hai lần đi Julie của bông chị em tất đập bỏ kill bắn tờ lơ Julie mau cào kê si chân chinh kê mà tập tới cứ quạt anh vậy bắn tha triple kill này nọ bà tại quạt ở vậy tới anh vậy tha quạt bắn triple kill bên tại ở quạt mình đang ở kia tập bóng việt đặt dù về lo mà tên Julie bà khen thay game đi ở khang crom general lại anh cứ thua dạng na cứ bấm bật bật Julie bán mà xem chỉ bật Julie bán thế cứ tránh đôi game một lần chẳng bà mọi game một lần Julie có lo đây bây giờ mà crom rồi bỏ cho mà chăm lo này quen sắp tiệt hai crom đây rồi bỏ Ringo pin chỉ nè tiền đó mạnh mạnh nhà này kẹp bông tập port C thiệt hại đánh bom hay stun cho tê mình stun cho tê mình ta chư nè Ringo bánh slow mà crop tiết ở đen bật đánh bật hay cô bé cho ma mục mẹ mà crop khi crop bay crop mà lấy stun cho tiết hay ô người ta ở sập sẽ lấy muốn cứ chu ly mà chui toàn tiền lấy chu ly đánh vay tiền hai mình đánh ao tiền chạm tết mình ta có sầm lập bàn mỗi lần đập bóng kia hay chư na mò con mà cẩn bận con ô cẩn bận trôn máu trắng xì đá mình ta trôn chơi được mấy mình ta thằng bàn này pin sầm lập lấy triple kill bàn từ lơ chu ly ở tầm máu cứ đang tại xì bay máu được xì bay lấy bàn ace triple kill ping ping mà chu ly thông cái sắp cao bay là all maintenance cho nên cho ai mơ ca lên và quạt bán mà bạn chẳng mà sân ở trong mặt đều có xong mà phải phải tốt phong này mà sân chi nhưng mà vậy mình sẽ chỉ lo vậy khắc hạt vậy ở toàn cả bra skill ấy chẳng thế cứ ở có số một phải tốt hơn đại bà rồi bị khắc của con bay nên lớn chân tay ở vậy ở toàn đây bà mà là ao ti bên riêng riêng luôn dạ ông mau thằng này vay vô làm đòn rồi mày cho đây bạn là Ringo nó khẳng lứa và toàn là bàn vay tê này khẳng không skill gõ cho vào hàng cỏm trăm viên play đi chẳng nè buồn này gần này market bà chỗ màu hai chỗ màu hai ba khnhi hai này nó bánh slow mùi mốn khơi hai lỡ stun bàn tay stun cho pin lỡ stun tê còn là slow lỡ ulti một tiết hay nó có stun này nó slow lên kìa ulti chom bay nè nó bỏ Julie slap Ringo môn kê lỡ ulti nó bỏ select tiết chom bay nè mấy bàn tay toàn miền này cái slap tê gold miner của bông chia diêm chuối vãi hay của bên tam vay select bàn tay select sầm lâm của bên mình lại đã bỏ kia bàn tay lỡ Julie ấy da trong vai sát bê lấy Julie khơi nhái ô mùi tiết mà gặp bắt tiết mà kind of a big deal hai quạt bị tay nặng ban triple kill ta hai à giờ tới con đang là ban triple kill nhé mình cần tới bà bay kill cho kia muốn kill cứ ban lời qua tặng ao hai bà đập kill nên cứ miên ta mà kill thế để ban lời của bạn
ជូលីដើម្បីខ្លាំងមែនតើបាទនៅនាទីទី11បាទនាទីទី10ចិត្ត11នេះផងដែរយើងមើលទៅលើ item នៅ Hero Netherlands មក Ringo គាត់បាន Tornado Trigger និង Solo Blade អីចឹងបាទចំណែក Gwen វិញគាត់បាន Solo Blade តែមួយទេ item ធំហើយចំណែកជូលីវិញមកមើល item គាត់ទៅបាទគឺ Shadow Glass Broken Mid បាទ item CP តិចតែ2ទេប៉ុន្តែដំណិចគាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់ចែកអស់កលាគាត់ដាក់ ulti បានចំចំបាទអញ្ចឹងitem លមមមក៏អាចធ្វើឲ្យក្រុមគេប្របាក់ទុបតុលដែរបាទតែណាវិញសិលេះ hero nook របស់hero nook របស់ខាងក្រុម general line ហ្នឹងក៏មិនណយដែរបាទ skill គាត់ឈឺឈឺដូចគ្នាចូលមកទៀតហើយអូបាទចេះស្បែកជើងរត់តែម្ដងមកឃើញគេមក3នាក់ខ្លាចទៅអត់តន់យ៉ាដើរមកវៀងក្រោយវិញខាង skill god នេះគាត់អត់ឃើញនៅលើ lane ទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយឥឡូវអូឥឡូវឃើញហើយពួកហ្វៃគក់គាត់ខាង general lion ស៊ីពមនៅដាច់ពមទៀតហើយអស់ពម2ហើយអាដែនចូលទៅមុនគេស្ដាក់ ulti Gwen ព្យាយាមបាញ់ទៅលើ Ringo Ringo ត្រូវ ulti របស់ Julie ពេញតែម្ដងស្លាប់មុនគេឥឡូវមកគ្រាប់ទៀត2គ្រាប់បាញ់ទៅលើ Gwen ហើយ kill ទៅលើ kill Celeste ឡើងនៅសល់តែ pin តែឯងទេមួយនេះដឹងតែ Ace ជាស្ថាពរបាញ់ទៅលើខាងក្រុម Skill God បាទបាទ kill team fight មួយណាក៏ Julie មានប្រៀបខ្លាំងមែនតើណាបាទទៅគាត់ធ្វើកោភ្លើធ្វើផ្កោធ្វើភ្លៀងហ្មងបាទក្នុងម៉ាច់មួយនេះបាទយើទៅទាំងម៉ាច់នេះទាំងម៉ាច់មុនហក់ចូលមកទៀតហើយស្តាន់ជាប់មួយចេះចេញមួយចាប់មកកបិតឈឺមែនតើតែឡើយនេះស្លាប់អដែនហើយអូនេះក៏ស្លាប់ដែរអាលទីចំមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅតែឯងទេអាយ៉ាអេសបានទៅលើខាងក្រុម General Lion វិញហើយគាត់រៀងលេងសើចពេកបាទមិនលេងសើចតែគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់អត់ប្រយ័ត្នឬក៏គាត់រៀងចាំថាមើងងាយឬក៏យ៉ាងណាបាទដោយសារតែគាត់នៅជុំគ្នាពេកធ្វើឲ្យខាងក្រុម General Lion សម្រាប់បានយ៉ាងលឿនបាទមកលើខាងចាន់រ៉ាឡៃអត់ជាយាមបកតទៅទៀតហើយចំណែកឯខាស្គីលគាត់នេះគាត់នៅពីក្រោយបាទជូនីដើរមកហើយចូលទៅហើយតែគាត់ដើរទៅត្រង់វិញគាត់អត់លោតទេឥឡូវស្តាន់អាលទីគាត់ក៏ពេញដែរមកកបិតឈឺណាស់អស់មកជាប់ពីរនាក់ចាអាដែនធ្វើអីចេះអាដែនអូមិនបាច់ហើយអូអាដែនអូស្គីលគាត់ដែរនេះបានមួយស្មារហើយមើលទៅបាទគឺត្រូវចូលដល់ហ្គេមទី3ហើយបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់អូយ៉ា Ringo ក៏មានបញ្ហា connection ដែរបាទយើងទៅគូនេះឃើញថាបញ្ហាអីយ៉ាឥឡូវ Aden មកវិញហើយសាឈាមតិច Gwen ដើរទៅក្រោយសិនឥឡូវនេះ Julie គាត់មកវិញជាប់ព្យាយាមដេញវាយ ulti ប៉ុន្តែ ulti ខុសកន្លែងបន្តិចចូលមកហើយអាដែនក៏មកកវែនក៏មកអាយ៉ាអត់បត់អត់បត់ស្ដាំបាទឥឡូវដេញតាមវាយទៅលើភិនបាទឥឡូវភិនដឹងតែដាច់ហើយឡើយនេះបាទចាប់ដល់វាយដាក់ខិនយកតែម្ដង
yeah, mà khóp, mà skill là slow, yeah, ai slap bờ, đi với mà slap man, mà của ấy skill là bờ, sẽ lẽ đi chư nữa mà sân chơi ăn phải giặt tép tu, tớ lẽ nó cứ chư nè, đập bóng kia ba tớ lơ sẽ lẽ, lên sao nè, hàng cầm skill gọn, teleport tớ té. Bà game đi, dương nơi mà toàn đăng là lâu thế bà. Bởi muốn nâng khuyên tha ở khang chân ra là ấn mình bằng hai cái đạch sân khắng. Vẫn đây là ní quạt màu với quạt khăn dương môn điệt bà. Ây da, các khăn lươn mềm tên, các khăn khang cọng skill gót nẹ trăm mà si môn. Ở đây ní khang cọng mà chân ra là ấn chỉ nẹ si bằng hào ấy bà. Và giờ tới quạt nẹ do các khăn bán chọc cháy, nhưng mà khang cọng skill gót mày nâng do bán chọc cháy đi. Ủa, có chỗ tâm một cái tầm đó là lên gỗ slap mê mà lên gần này slap muốn giam môi sma ở bài rô nụp hơi lời áo tì được bỏ sẽ lẹp bánh cho chăm pinh lời xóa pi sma quay chìm to thật là skill môi môi bánh gần này đây à dạ đen ồ đen slap mặt ta hơi chú lì ở áo tì hơi anh bom tiết hay mình cả khăn môi tiết mà mơ tơ mà anh chơi dùng group ban tê hay là sao ta mày anh tiết mà ô là đánh bom hay rọt omega cắt mòn đáy của bến xì dìm tục tè tục ấy mà ta lại đi chung đi tơ hay quên banh tơ lê xa lê mọc rọt lê gõ tay đà bảo ấy ace banh tơ lê khang trông general lion hay hay game đi phong đá đã chỉ game tìm bí cứ ban tờ lên chân rõ lại ẩn chẳng giờ đừng chụp nên đây game tìm bay chìa mình to thiệt bà đã chỉ game bẹp lại mốt hay đừng chỉ game cắt xích ở đây vậy.